Thưa quý vị, thưa các bạn, trải qua 60 năm hình thành và phát triển, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã thể hiện rõ vai trò chủ công trên mặt trận kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phần ổn định thị trường, chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại, bảo vệ sản xuất trong nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và lợi ích chung của toàn xã hội. Trong những ngày đầu thành lập với muôn vàn khó khăn, qua 60 năm hình thành và phát triển, năm 1957-2017, dù không ít lần thay đổi mô hình tổ chức theo yêu cầu nhiệm vụ, lực lượng quản lý thị trường đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Là giao cho Bộ Thương mại, Bộ Công Thương ấy, là đảm nhiệm quản lý thị trường, các nhiệm vụ là phối hợp với các cơ quan, các địa phương để làm thế nào đó quản lý cái thị trường cho nó tốt hơn. Cái điều kiện nó cũng có một vài cái điểm, cho nên tất nhiên con đường phát triển lên bao giờ cũng có khó khăn, bao giờ cũng có cái này cái kia, nhưng anh em nó sửa được là tốt. Qua 60 năm hình thành và phát triển, đến nay hệ thống tổ chức của lực lượng quản lý thị trường gồm Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương và 63 chi cục quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Với hơn 680 đội quản lý thị trường công tác tại các quận huyện, thị xã hoặc liên huyện trên địa bàn cả nước, lực lượng quản lý thị trường đã có trang phục thống nhất, có thẻ kiểm tra thị trường, có phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và cờ hiệu khi thực thi công vụ và trang thiết bị làm việc, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. Chất lượng đội ngũ công chức quản lý thị trường ngày càng được nâng cao. Với đường bờ biển và đường biên giới trên đất liền là lợi thế quan trọng để Việt Nam phát triển kinh tế. Tuy nhiên thì đây cũng là khó khăn và thử thách trong công tác chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại. Vượt qua nhiều khó khăn, lực lượng quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các ngành, lực lượng chức năng triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát thị trường, qua đó đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần phát triển kinh tế của đất nước, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Riêng năm 2016, triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Công Thương, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra trên 167.000 trường hợp, phát hiện xử lý gần 105.000 vụ vi phạm, giá trị hàng hóa bị tịch thu là 832 tỷ đồng, trị giá hàng lậu, hàng giả bị tiêu hủy là 162,5 tỷ đồng, tổng số thu nộp ngân sách khoảng 549 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, thì lực lượng quản lý thị trường, các đồng chí đã làm tốt cái công tác nắm tình hình. Thế rồi điều tra cơ bản, tổ chức phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài ngành. Do đó, cái kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là hàng giả, hàng nhái, thì năm sau thường cao hơn năm trước. Kết quả của các đồng chí đã góp phần quan trọng cùng các lực lượng khác để chúng ta từng bước ngăn ngừa những cái vi phạm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Phát huy những kết quả đạt được trong 60 năm qua, lực lượng quản lý thị trường xác định trong thời gian tới, tập trung bám sát thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Công Thương về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức thực thi công vụ, phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Trước tiên là phải tổ chức lại cái lực lượng quản lý thị trường theo hệ thống xuyên suốt với sự chỉ đạo tập trung xuyên suốt từ trung ương với cái sự tham gia của các cái địa phương ở trong tất cả các cái lĩnh vực mà đặc biệt phối hợp với các lực lượng chuyên ngành ở tại địa phương để đảm bảo cái việc đấu tranh của lực lượng quản lý thị trường chống buôn lậu, chống hàng giả, chống gian lận thương mại nó sẽ tập trung đúng vào trọng điểm, trọng tâm vào từng lĩnh vực và với những biện pháp nó có hữu hiệu và đủ mạnh để chúng ta có cái cơ sở cho các cái lực lượng quản lý thị trường và các lực lượng khác của chúng ta thực hiện tốt cái công tác quản lý các cái mặt hàng sản phẩm lưu thông trên thị trường. Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục thực hiện nghiêm nghị quyết 41 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đồng thời thực hiện nghiêm chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 5 2017 về chấn chỉnh hoạt động thanh kiểm tra đối với doanh nghiệp. Với đóng góp trong từng giai đoạn phát triển của đất nước, lực lượng quản lý thị trường đã vinh dự được nhà nước trao tặng nhiều huân chương lao động, cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Công Thương,
cờ thi đua và bằng khen của Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là những phần thưởng cao quý, xứng đáng với những cống hiến công sức, trí tuệ và sự hy sinh cả tính mạng trong quá trình xây dựng và phát triển của lực lượng quản lý thị trường.